Chào mọi người, hôm nay tiếp tục mình lại lên video cần câu nha mọi người. Hôm nay là 20 cái cần câu. Đây, mình cũng quay sơ qua cho mọi người lướt qua để biết xem có những cái cần phù hợp với mình không thì coi video tiếp. Còn không có thì mọi người đỡ mất thời gian để mọi người chờ đợi nhé. Đây, để ba vô. Đầu tiên là cái cần hai đoạn này. Đây, cái cần hai đoạn. Hãng gì đây mình coi thử. Cần này chất liệu phíp nha mọi người. Đây, hãng này đây. Đấy. Chất liệu phíp nha mọi người. Cần này thì độ mới của nó khoảng cỡ 60%. Đấy. 60%. Cần hai đoạn này. Đấy. À, đọt này. Đấy. Còn dính cái dây cước. Đấy. Đấy nha mọi người. Đấy. Khoan là khoan kim loại luôn. Mấy cái khoan kim loại luôn nha mọi người. Đấy. Này, khoan này bị hư này. Có khoan cuối này bị hư này, mọi người về thay này. Đấy. Ok. Bát thì bát vặn nhá. Bát vặn. Đấy. À, cái cần này dài 2m1 này. Dài 2m1. Thu gọn ngắn nhất là 1m13, cân nặng là 240g. Đường kính độc đỉnh là 2,8 ly. Đấy. Cây này cây số số 1. Giá 100. Số 1 giá 100 nha mọi người. Tiếp theo, cây số 2 là cây cần 3 đoạn này. Cần này thì theo như mình nhớ là nó là cần Olympic nha mọi người. Này, cần Olympic. Cái tem này còn Olympic đây. Này, nhìn không rõ lắm nhưng mà mình thấy cái tem này mình biết là cần Olympic rồi. Cần Olympic, cần 3 đoạn Olympic này, phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. À, độ mới của nó khoảng cỡ 55-60%. Đấy, 55-60%. Bát thì bát vặn. Đấy. À, mấy cái khoan thì kiểu này đây. Đấy. Khoan kiểu có sợi thép xoắn nha mọi người. Đấy. Đấy. Này, đọt này. Đọt khá là to vững chắc nhé. Đấy. 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 Bát này. Đấy. Dài 3m, thu vào ngắn nhất là 1m04, cân nặng là 500g. Đường kính độc đỉnh là 3,1 ly nha mọi người. Đấy. Cây này thì giá 140.000. Số 2. 140.000. Tiếp theo, rồi bán tiếp cho cần đoạn này đi. Cái cần số 3. Số 3 là cái cần này đây. Cái cần này thì hiện tại là mình không thấy chữ gì nữa rồi nên không biết cái hãng gì. À, đây. Cái cần này thì độ mới của nó khoảng 60-65% nha mọi người. 60-65%. Này, đọc này. Này. Đây. Đấy, phan cũng phan kim loại nha mọi người. Phan, phan kim loại này. Cái phan này nó bị méo, bị hơi bị hư này. Đấy. Còn cái phan trên này thì ok. Này, bắt đây, bắt vặn nha mọi người. Bắt vặn nha mọi người. Đấy. Cần này á thì dài chất liệu của cần này là cần phíp. Dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m09, cân nặng là 180g, đường kính độc đỉnh là 3 ly. Đấy, giá thành của nó 150.000. Số 3. 150.000. 150.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 4. Số 4 là một cây cần rút. Đây, hiệu của nó đây. Chất liệu của nó là phíp nha mọi người. Độ mới của nó khoảng 75% trở lên. Đấy, 75% trở lên. Này, khoan của nó này, dàn khoan của nó khoan kim loại luôn nha mọi người, khoan kim loại trơn trong này luôn này. Đấy, mình tính xem bao nhiêu đọt. 1 2 3, có 3 đoạn nha mọi người. 3 đoạn. 3 đoạn.
Đây. Dài 2m7, thu vào ngắn nhất là 99cm, đường kính độc đỉnh là 2,5 ly, còn cân nặng của nó là 240 g nhé, 240 g. Đây. Đây, giá 180.000. Cây số 4. 180.000. Số 4 180.000 nha mọi người. Tiếp theo số 5. Số 5 lại là một cây cần rút của cái hãng gì đây? Shimano, đúng rồi, PG này là Shimano này. Đấy. Shimano nha mọi người. Đấy, bát Fuji này. Thằng này thì chất liệu là fib rồi. Còn ngoại hình của nó 70-75%. Đấy. 75% nữa lên chứ không phải 70 nữa đâu. Đấy. Người coi cái dàn fan của nó thôi. Fan thì đây, như thế này đây. Đấy. Cái chỗ này chắc nó cũng bị nứt rồi, người ta dán keo rồi. Đây, mọi người có thể sửa thay gì đó tùy vào năng khiếu của mọi người nhé. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn tất cả nha mọi người. Cần này ba đoạn. Đây, cần ba đoạn. Bát Fuji nhé. Đấy. Cần này dài 2m7 này, thu vào ngắn nhất của nó là 99cm này, đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly này. Cân nặng 240 g này. Đây là cây số 5. Giá 100. Giá 100.000. Đây, số 5 giá 100.000. Cần Shimano giá 100.000 nha mọi người. Rồi. Cây cần số 6. Thứ 6 cũng là một cây cần rút. Đây. Cây cần rút hiệu gì đây? Kamogawa gì đây? Này. Cây cần này cần phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó khoảng 75% trở lên nha mọi người. Đây, 75% trở lên. À. Dàn fan này. Đấy. Fan khá là ok, fan Fuji này. Đấy. Bát thì bát vặn nha mọi người, bát vặn nhé. Bát vặn đây. Cứng cáp 1 2 3 4. Có tất cả 4 đoạn. Cần này có tất cả 4 đoạn nhé. Này, cần này dài 2m7, thu vào ngắn nhất của nó là 78cm, đường kính độc đỉnh là 2,3 ly, cân nặng là 220 g. Cần này cần số 6. Giá 250.000. Số 6 250.000 nha mọi người. Tiếp theo số 7 lại là một cây cần rút hiệu Daiwa. Đấy, cần rút hiệu Daiwa. Cần này fib nha mọi người, chất liệu fib. Ngoại hình của nó khoảng cỡ 65%. Đây, bát Fuji này. Đọt khá là cứng cáp nha mọi người. Đây, dàn fan này. Đó. Nứt này, một cái này nứt này. Còn cái fan đọt ok này. Đó. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, cũng là bốn đoạn nha mọi người. Càng này bốn đoạn. Đấy, dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 70cm. Đường kính của cái độc đỉnh là 2,5 ly, còn cân nặng là 220 g nhé. Số 7. Số 7, cái này 220.000 nha mọi người. Số 7 220.000. Tiếp theo, cần số 8. Số 8 cũng là một cây cần rút. Cần rút hiệu Olympic nha mọi người. Cần rút Olympic. Cây cần này chất liệu là fib nha mọi người. Ngoại hình của nó khoảng cỡ 75% trở lên. Này, nhìn rất là đẹp. Đấy.
cái chỗ này nó hơi bị dính xi keo mọi người. Đây keo là do lúc hàng về người ta quấn bằng keo á, là nó còn dính xi keo nè, người cạo ra thôi đó. Ra không lấy xi dầu rửa đi là xong rồi. Đây phan này, thằng phan này đây. Này bị mắc đá nè mọi người. Rồi để mình coi mấy đoạn nào. 1, 2, 3, có 3 đoạn, 3 khúc tất cả đấy. Nha. Cái cần này bát vặn, cái cần này dài 2m1, cần dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 79cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng của nó là 210g, giá thành của nó cây số 8 này giá 100.000, số 8 giá 100.000 đấy, số 8 100.000 nha mọi người. Tiếp theo cây số 9. Số 9 là cây cần này, PG này không biết có phải Shimano nữa không đây. Này, Made in Korea. Này. À Daiwa. Daiwa nha mọi người, cần này cần Daiwa. Đây cần Daiwa, cần rút nha mọi người, cần rút Daiwa. Chất liệu cây này là fib. Đây. Độ mới của nó khoảng 70% trở lên nha mọi người. Coi dàn phan này. À. Bát của nó là bát vặn. Đấy. Một cái này là đầu muốn này, 1 2 3 có 4 đoạn. 4 đoạn. Bát vặn này. Bát vặn Fuji nha mọi người, bát vặn Fuji. Đấy. Cái cần này dài 2m4, thu vào ngắn nhất của nó là 69cm, đường kính của đột đỉnh là 1,7 ly, còn cân nặng là 200g. Đấy. Số chín, cái này số 9 giá 300 nha mọi người. Số 9 300. Tiếp theo cây số 10 nè, số 10. Số 10 là cây cần hiệu gì đây? Không còn thấy, chỉ thấy cái chữ này thôi chứ không còn thấy chữ khác nữa nên không biết cái hẳn gì nha mọi người. Cần rút, chất liệu là fib, không biết hẳn gì. Đây độ mới của cái cần này khoảng cỡ 60%. Đấy. Phan này, coi cái dàn phan trước đi. Đấy. Phan kim loại luôn nha mọi người, phan kim loại. Đấy. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn, bảy đoạn tất cả nha mọi người. Cái cần này bảy đoạn. Đấy, cái cần bảy đoạn này. Dài 3m2, thu vào ngắn nhất của nó là 59cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1,5 ly, còn cân nặng là 180g, rất là gọn nhẹ các. Cây này cây số 10. 200. Số 10 200 nha mọi người. Tiếp theo cây số 11. 11 là một cây cần rút. Đây. Cần rút Made in Korea này, để coi cần rút Daiwa nha mọi người, hiệu Daiwa Made in Korea. Đấy. Cái cần này ngoại hình của nó thì khoảng cỡ 55% nha mọi người. 55%. Đấy, nó hơi bạc bạc tí. Đây, câu dàn phan này. Dàn phan mình thấy còn ngon ghê luôn á. Đây. Đấy. Hàng Fuji. Đấy. Rất là cứng cáp nha mọi người. Đấy, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn. Cần rút Daiwa. Đấy. Bát Fuji luôn này. Bát Fuji luôn này. Đấy. Bát vặn nha mọi người. Cái cần này dài 2m7, thu vào ngắn nhất là 64cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,2 ly, còn cân nặng của nó là 360g. Đấy.
vàng này số 11, giá trị của nó là 300.000. À, 300. Tiếp theo là một cây cần rút, đây, hiệu đây. Uvan fixing. Đấy. Cần rút nha mọi người. Đây, cái cần này là chất liệu là phíp. Đấy, ngoại hình của nó khoảng cỡ 70%. Về nó về độ đẹp. Đây. Dàn phan của nó này, phan kim loại ok luôn. Đây. Đấy. Đây, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Nó có tất cả ba đoạn nha mọi người. Đấy. Chia ra còn rút ba đoạn. Đấy. Bát vặn bằng nhựa này. Rồi, cái cần này dài 2m1. Thu và ngắn nhất của nó là 79cm. Đường kính độc đỉnh là 2,4 ly. Còn cân nặng là 180g nha mọi người. Cái cần này số 12, 130.000. Số 12, 130.000 nha mọi người. Tiếp theo, cần số 13 là một cây cần rút Shimano. Cần rút Shimano nha mọi người. Đây, còn có tem Shimano đây luôn. Rút Shimano. Đây. Cây cần này là cần phíp nha mọi người. Cần phíp. Đấy. Ngoại hình của nó thì độ mới của nó nằm ở trên 75% nha mọi người. Trên 75%. Đấy. Này. Dàn phan này. Đấy. Còn đá đồ ok nha mọi người. Này, đọc này. Cũng rất là mảnh nhá. Đấy. Đấy, một đoạn. Hai đoạn. Ba đoạn. Bốn đoạn, năm đoạn. Càng này năm đoạn tất cả, còn rút năm đoạn nha mọi người. Đấy. Năm đoạn năm lóng gì đấy. À, bát Fuji FS6 này, bát trượt này. Đấy. Cần này dài 3,5m, thu vào ngắn nhất của nó là 82cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng của nó là 260g. Đây cần số 13. Giá 200. 13 200 nha mọi người. Tiếp theo là còn mấy cây cần cần phay đây. Này. À, mình tìm mình bỏ cái đầu này vào. À, tiếp theo là cái cần tay này. Cần tay này thì mình chịu, không biết cái hãng gì. Đấy. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Độ mới của nó thì 80% trở lên. 80% trở lên. Đây. Cần tay thì không có fan đồ gì để coi, mình chỉ lấy cái đọc cho mọi người coi. Đây. Đấy. Đấy, mọi người. Đây, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn tất cả. Đấy. Cần này thì dài 4m, thu vào ngắn nhất của nó là 93cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 180g. Cái cần này số 14. 14 150.000. 14 150.000 nha mọi người. Tiếp theo, cái cần số 15 cũng là cây cần tay đấy. Này. Cũng mình cũng không thấy chữ, không biết hãng gì luôn. Đấy, chất liệu là phíp nha mọi người. Độ mới của nó khoảng là 65% trở lên. Này, đọc của nó này. Đầu của nó đọc ở trung bình. Này. Đấy, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn tất cả nha mọi người. Cần này bốn đoạn. Đấy. Cần này dài 3m4, thu vào ngắn nhất của nó là 1m06, đường kính độc đỉnh của nó là 1,7 ly, cân nặng là 140g. Cái cần này số 15. Giá 150.000. 15, giá 150.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần số 16.
Cái cần này thì mình cũng không thấy tem luôn, Thái Sơn có cái chữ này nè, không biết là của cái hãng gì. Đấy. Không thấy tem nên là không, mình không biết cái hãng gì nha mọi người. Đây. À, chất liệu là phíp, độ mới của nó khoảng 65% trở lên. Nó có hầu 70% trở lên nữa chứ. Đây. Đấy. Đọt của nó đó. À, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn nha mọi người. Sáu đoạn tất cả. Đấy, có cái nắp ở đây. Cần rút, cần câu tay rút 6 đoạn nha mọi người. Chất liệu là phíp. Dài 5m, thu và ngắn nhất của nó là 96cm. Đường kính đường kính độc đỉnh của nó là 0,9 ly, còn cân nặng là 240g. Đấy, 240g nha mọi người. Số 16 160. 160. Tiếp theo cái cần này không có cái, người có cái tem này không biết, có biết của hãng nào không, còn chữ Nhật không à. Đấy. Đây, cần tay, cần rút tay nha mọi người, cần rút, cần câu tay thôi, có một đoạn rất là rộng này, nhìn coi này. Đấy. Đọt này cũng khá là mảnh nhé. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn, bảy đoạn, tám đoạn, chín đoạn nha mọi người. Chín đoạn. Chín đoạn tất cả. À, cái cần này dài 4,4 m, thu vào ngắn nhất của nó là 54cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 17, giá 180.000, 17 180.000 nha mọi người, 17 này 180.000. Cần số 18, số 18 đây, cái cần này cũng có đoạn thế này thôi. Đấy. À. Nhãn hiệu gì đây, toàn chữ Nhật không nên mình không rõ nhé. Đây, cần này cũng chắc liệu phíp. Học nó khá là mảnh nha mọi người. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn, bảy đoạn, tám đoạn, chín đoạn, mười đoạn, mười một đoạn, mười hai đoạn nha mọi người. Cần này có tới 12 đoạn lận. Cần 12 đoạn. Cần này dài 4,4 m, thu vào ngắn nhất của nó là 47cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 180g. Đấy, khá là nhẹ nhàng. Cây này cây số 18. 18 là giá 200. 18 200 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 19. 19 là cái cần tay Daiwa. Nhìn rất là mini, nhỏ gọn. Đây, cái này chất liệu là phíp, hoạt hình của nó khoảng cỡ 65% nha mọi người. 65%. Đấy. Đây. Đọt khá là mạnh. Đấy. Một đoạn. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nha mọi người. Nó chín ống tất cả. Đấy. Đấy, chín ống tất cả. Cây này dài 3,2 m, thu vào ngắn nhất của nó là 47cm, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 110g nha mọi người. Cây này cây số 19. Giá 150.000. 19 150.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 20 cũng là một cây cần tay. Số 20 cũng cây cần tay nhưng mà mình không thấy chữ, không biết cái hãng gì. Đấy. Không màu cái chữ đâu. Đấy. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Đây. Ngoại hình của nó khoảng cỡ 65%. Đấy, đọt khá là mảnh, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn, bảy đoạn, tám đoạn. Tám đoạn nha mọi người. Đây, 8 đoạn.
Cây cần là dài 36, thu vào ngắn nhất là 57 cm, đường kính đồng đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 120 g nha mọi người. Cây này cây số 20, giá 130.000. 20 giá 130.000 nha mọi người. Rồi 20 này cũng kết thúc những cây cần trong video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng. Và mình cũng vẫn nhắc lại cho mọi người biết là hàng mình bán cần cao là ship code, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới ship. Và khi mọi người nhận hàng thì mọi người bắt buộc phải mở hàng ra coi kiểm tra xem đúng với cây cần mình đã đặt mua hay không, và những cái lỗi hay cây cần mình xem thử có đúng trong video người ta mô tả mình mô tả hay không nhé. Nếu có gì sai sót thì mọi người có thể thông báo bên mình hoặc là có thể hoàn hàng về đấy, hoàn hàng về giúp mình đấy. Còn lại những trường hợp mà đã nhận hàng rồi á mà tháo ra bảo bể gãy hay là đi kia về nứt đồ thì mình không chịu trách nhiệm về cái phần đá nha mọi người đấy. Tại vì lúc mọi người mở ra mà mọi người thấy nó bể gãy mà còn nhân viên vận chuyển ở đó thì mọi người báo cho mình để mình còn báo bên vận chuyển, người ta làm cái phát sinh để bồi thường cho mình nữa nhé. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều.